Ôi, con đi làm về rồi mẹ ơi. Ngoài trời nắng quá. Bây giờ có gì ăn không hả mẹ? Đây, có dưa nè. Con ăn đi. Dạ, để con ăn. Mà sao dưa này nó nhạt đấy mẹ? Có ăn là tốt lắm rồi. À, cũng được. Mẹ ơi, con về rồi đây. Hôm nay trời nóng ghê mẹ. Thôi con ngồi xuống đi. À, đợi mẹ một xíu nha. Mẹ đi vô trong á, mẹ cắt trái cây ra cho con ăn. Đây, con ăn đi. Ủa thế con ăn lại ăn phần đuôi à? Sao mẹ thiên vị quá hả? Mẹ thiên vị cái chỗ nào? Đối với vợ con á, tốt chút thì sao? Còn trẻ thì nhìn sắc mặt mẹ chồng, tới lúc già thì nhìn sắc mặt con dâu. Mẹ không trông mong vào nó, chẳng lẽ trông mong vào con à?